Jennie Blackpink được fan cuồng thuê bản quảng cáo 30.000 đô để mời đi ăn tối. Ước mơ của mọi người hâm mộ là được chính thần tượng của mình chú ý. Thậm chí, một số người đã thực hiện các chiêu trò đến mức cực đoan. Mới đây, một fan của Blackpink đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác khi bỏ ra số tiền lớn để được mời Jennie đi ăn tối. Theo Rappler, trang tin tức trực tuyến của Philippines, một người đàn ông có tên Christian Ambusgaza, thường được gọi là San Gaza, đã tốn nhiều công sức để thu hút sự chú ý của thành viên Blackpink Jennie. Có thông tin cho rằng, nhân vật này quyết định ngỏ lời mời cô gái yêu thích của mình đi ăn tối, thông qua bản quảng cáo trị giá một con số khổng lồ là 29.614 đô. Anh chàng đã đăng tải bằng chứng về khoản mua sắm lớn của mình lên tài khoản mạng xã hội riêng, kèm chú thích: Kim Jennie Grubizen, em là người yêu cuối cùng của anh có thể đưa em đi ăn tối và biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất còn sót lại được không? San Gaza được cho là đã thuê biển quảng cáo tại 62 Nosapyeong Daro 11 Gil, Yongsan-gu, Seoul, chỉ cách công ty giải trí YG Entertainment của Blackpink vài km. Tuy nhiên, người hâm mộ Blackpink trên Twitter không hài lòng với màn chơi trội này của San Gaza. Hashtag Project Jennie và Leave Jennie Alone đã bắt đầu trở thành xu hướng trên nền tảng truyền thông xã hội khi người hâm mộ bắt đầu gọi San Gaza theo cách kinh dị và cuồng nộ của anh chàng. Giữa làn sóng phản đối kịch liệt vì sự bảo vệ của Jennie, nhiều netizen phát giác ra rằng San Gaza đã làm điều tương tự trước đây đối với một nữ người nổi tiếng khác. Quay trở lại năm 2017, anh đã sử dụng một bản quảng cáo để mời nữ diễn viên Philippines Iris Gonzalez đến một buổi hẹn hò cà phê, nhưng cuối cùng cô đã từ chối. YG Entertainment vẫn chưa giải quyết vấn đề đang diễn ra giữa làn sóng phản đối kịch liệt của người hâm mộ. Văn hóa thần tượng đã không còn xa lạ ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi tiền, ủng hộ để gây chú ý cho thần tượng của mình cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như số tiền mà họ chi ra không đạt đến những con số không tưởng, khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì độ chiều chơi. Với sự phát triển của K-pop hiện nay, việc các nam nữ thần tượng trở nên nổi tiếng và trở thành hình mẫu lý tưởng của fan là điều không quá khó hiểu. Vậy nhưng, có rất nhiều người trở thành Sasa fan, cách gọi những fan cuồng của K-pop và làm mọi cách để thu hút sự chú ý của thần tượng một cách cực đoan. Không ít lần, bốn cô nàng Blackpink đã phải rơi vào tình huống bất lực trước vòng vây của fan cuồng tại sân bay. Không những xô đẩy cực mạnh đến mức va vào người khiến Lisa, Jisoo vô cùng hoảng sợ, những fan cuồng còn cố ý chạm vào người Lisa, khoái chí quay hình lại và khoe trên mạng xã hội. Cả cộng đồng fan không kìm nổi phẫn nộ vì sự vô ý thức của bộ phận fan tại đây. Bên cạnh đó, fan còn tự hỏi bảo vệ ở đâu trong khi các cô nàng phải tự chống chọi và vượt qua vòng vây của fan cuồng này. Một số bình luận của cư dân mạng: không thể hiểu nổi một đất nước văn minh lại có những thể loại fan đáng sợ như thế này. Vui thôi đừng vui quá, nhìn mấy gái sợ đến phát khóc thấy thương ghê luôn. Đã chạm vào Lisa rồi còn đăng lên khoe nữa, kinh tởm thật sự cái bọn fan này. Xô đẩy đã vậy rồi, lỡ ai đó khích hơn nữa thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đấy, stop làm ăn cho đàng hoàng đi chứ. Chứng kiến cuộc tranh cãi nảy lửa của cộng đồng Lins, nhiều netizen cho rằng họ nên có hành động thiết thực hơn để kêu gọi YG bảo vệ cho idol thay vì cứ cạnh khóe hơn thua từng chút một với nhau. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, cuộc tranh cãi của những thành phần fan only dường như vẫn chưa đến hồi kết.